Ngôi nhà nhỏ tênh toàng của gia đình em Lò Thị Giang, học sinh lớp 9B, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, nằm sâu trong con ngõ nhỏ tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát. Hoàn cảnh gia đình Giang hết sức khó khăn, bố mẹ chia tay từ khi em còn nhỏ. Mẹ đi bước nữa, em sống cùng mẹ và bố dượng. Cả mẹ và bố dượng đều không có việc làm ổn định, không có đất sản xuất, nên cái đói cái nghèo vẫn luôn đeo bám gia đình em suốt những năm qua. Tuy có hoàn cảnh khó khăn, nhưng mẹ và bố dượng em đều thấu hiểu nỗi khổ cực khi không được học hành đến nơi đến chốn. Nên dù nghèo khó, thì bố dượng và mẹ của Giang vẫn ngày ngày nỗ lực lao động, tần tảo làm thuê làm mướn đủ nghề để Giang tiếp tục được cắp sách đến trường. Em khổ như thế nào, em nghèo như thế nào, em cũng muốn cho cháu học, không cho cháu bỏ đâu. Cháu học được cứ cho cháu học. Vì nghèo không có tiền mua các loại sách nâng cao hay đi học thêm như các bạn, nên để đạt được kết quả cao trong học tập, phần lớn thời gian ở nhà, em tự học là chính, làm đầy đủ các bài tập thầy cô giao và học kỹ các kiến thức trong sách giáo khoa. Khi đến lớp, em chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Mỗi khi ra chơi, em lại tranh thủ lên thư viện để tìm hiểu thêm về những cuốn sách hay, tích lũy cho mình thêm nhiều kiến thức bổ ích. Không tự ti vì hoàn cảnh, mà bản thân em luôn biến những khó khăn trong cuộc sống thành động lực để tự tin, nỗ lực vươn lên trong học tập. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bản thân em vẫn tự nhủ phải không ngừng cố nỗ lực học tập hàng ngày để một ngày tốt hơn, để có tương lai tươi sáng hơn. 3 năm học cấp trung học cơ sở, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và các năm học em đều là thành viên đội tuyển học sinh giỏi của trường. Em học giỏi đều tất cả các môn học, nhưng niềm đam mê học tập lớn nhất của Giang là môn tiếng Trung. Vừa qua em tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, môn tiếng Trung và đạt giải 3 cấp huyện, được lựa chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của huyện đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Bằng nghị lực mạnh mẽ vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống, với phương pháp học tập và lối tư duy tích cực về cuộc sống, có cái nhìn lạc quan về tương lai, đã giúp em đạt được những thành tích cao trong học tập, được bạn bè quý mến nể phục. Đối với em, thấy bạn Giang là người thân thiện và dễ gần, giúp đỡ cho bọn em trong những lúc khó khăn, chia sẻ cho bọn em những thứ bọn em không biết, rất sẵn sàng để giúp đỡ bọn em. Qua quá trình vươn lên, em thấy bạn Giang có thành tích rất cao và rất xứng đáng. Bạn là một học sinh giỏi trong lớp, em cần phải học. Bạn lấy nhiều đức tính như cần cù, chăm chỉ. Bạn là một tấm gương sáng cho các bạn và em noi theo. Cảm thông hoàn cảnh khó khăn của cô học trò nghèo, các thầy cô giáo trong nhà trường luôn dành cho Giang sự quan tâm đặc biệt, tạo mọi điều kiện để em có một môi trường học tập tốt nhất, luôn động viên khích lệ để Giang phát huy hết khả năng trong quá trình học tập. Em ấy là một học sinh có tố chất, học rất khá môn tiếng Trung và học đều các môn để tạo điều kiện cho em có một cái bộ kiến thức để em bước vào những cấp học tiếp theo và có một cái nghề nghiệp định hướng trong tương lai. Thì nhà trường cũng đã tư vấn hướng nghiệp và kèm cặp em hàng ngày. Vẫn còn đó biết bao gian nan khó nhọc trên chặng đường phía trước, nhưng với niềm khát vọng cháy bỏng chinh phục tri thức, em Lò Thị Giang luôn tự tin lạc quan để chiến thắng bản thân và thay đổi cuộc đời mình. Bộ môn tiếng Trung đã cho em rất nhiều kiến thức bổ ích, giúp em có thêm những hiểu biết nhiều hơn về thế giới quanh mình. Bản thân em luôn cố gắng học tốt môn, thật tốt môn học này để sau này giúp em hiện thực hóa ước mơ của bản thân, đó là trở thành một hướng dẫn viên du lịch, đồng thời sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn. Cô học trò nghèo Lò Thị Giang vẫn đang từng ngày từng giờ miệt mài đèn sách, trang bị cho bản thân thêm nhiều kiến thức để hiện thực hóa ước mơ của mình trong tương lai.